Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ hack nâng cao trong phần mềm AutoCAD 2015. Ở đây mình đã tạo sẵn hai đối tượng là hai hình rectangle. Mình sẽ gọi lệnh H Enter. Thì các bạn thấy rằng trong hộp thoại command line chúng ta có cái mục setting, thì các bạn có thể kích vào đây. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái hộp thoại để có thể thiết lập các tính chất của hack. Đấy. Thì trong các bài học lần trước chúng ta đã học về các mục này. Đấy. Thì đây chúng ta sẽ bắt đầu học trong bài này từ mục Annotative này. Thì công cụ Annotative này cho phép các bạn là quản lý cái tỷ lệ hack trong layout. Cái này thì về các bài học layout chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Tuy nhiên các bạn cứ kích vào đây đấy, cho mình. Đấy. Tiếp theo công cụ Associative. Thì công cụ này sẽ cho phép các bạn quản lý hack theo hình dạng của đường bao. Giả sử như bây giờ mình không chọn nó nhé. Đấy. Mình hack một đối tượng này. Enter. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái đường bao này. Đấy, mình thay đổi hình dáng đường bao đi. Thì các bạn thấy là cái vùng hack của chúng ta nó sẽ không thay đổi. Đấy. Thì các bạn có thể này quay lại này. Mình xóa vùng hack này đi nhá. Mình gõ H Enter. Đây các bạn có thể thấy công cụ này nó nằm luôn đây này, kích vào đây này. Đấy, bây giờ mình hack này. Bây giờ mình thay đổi đường bao này. Các bạn thấy không? Thì ngay lập tức cái vùng hack nó cũng được thay đổi theo. Đấy, thì đấy là cái tính chất của cái công cụ Associative. Đấy. Tiếp theo mình sẽ vào setting này. Đấy. Thì ở đây chúng ta có công cụ Grid Separate Hacks. Thì công cụ này cho phép các bạn là tạo ra những cái vùng hack riêng biệt. Ví dụ như bây giờ chúng ta không lựa chọn nhá. Mình kích vào Pick Point, mình kích vào đây này. Rồi mình kích lại đây. Mình Enter. Bây giờ các bạn thấy này, nó sẽ nhận diện đây là một cái đối tượng duy nhất. Đấy, hai vùng hack là một đối tượng. Thì giả sử như mình này chọn là Add Enter vào setting này. Mình chọn chế độ là Grid Separate Hack. Đấy, mình kích vào đây. Rồi mình pick point. Enter. Các bạn thấy này, nó sẽ nhận đây là hai cái vùng hack riêng biệt. Đấy, thì đấy là công cụ Grid Separate Hack. Tiếp theo mình sẽ vào hack, mình vào setting. Các bạn thấy chúng ta có chế độ Draw Order. Đấy, thì chế độ này sử dụng như thế nào? Thì chế độ này cho phép các bạn quản lý cái vùng hack so với các đối tượng khác, nó nằm như thế nào so với các đối tượng khác. Ví dụ như mình có một cái đường thẳng thế này nhá. Đấy. Bây giờ mình chọn hack này. Mình cho nó là một khối solid chẳng hạn. Mình vào setting. Ở đây mình chọn chế độ là mặc định là do not assign này, mình kích vào đây. Mình hack này. Enter. Các bạn thấy không? Cái vùng hack của chúng ta nó sẽ che phủ đi mất cái đường line của chúng ta. Đấy. Giả sử này, mình chọn hack này. Và setting này. Đấy. Thì giả sử như mình cho nó màu là cái màu gì? Mình cho một cái màu là màu hồng chẳng hạn nhá. Bây giờ mình chọn chế độ là send to back, tức là mình sẽ đưa cái vùng hack ra sau các đối tượng. Mình pick point này, mình kích vào đây. Mình enter. Thì bạn thấy không? Thì ngay lập tức cái vùng hack nó sẽ được nằm phía sau các đối tượng khác. Đấy. Hoặc các bạn có thể sử dụng này. Hát, enter. Mình chọn setting. Bây giờ mình không chọn center back nữa mà mình chọn là bring to front. Đấy, thì nó sẽ lại mang ra trước, các bạn thấy không? Enter này. Đấy, thì nó lại che phủ. Thì đấy là cái tính chất của draw order, là thiết lập cái vị trí của vùng hack so với các đối tượng khác. Đấy. Mình gõ lệnh H, Enter. Chúng ta trở lại setting. Tiếp theo các bạn có thể là thiết lập cái vùng hack thuộc layer nào. Thì các bạn có thể chọn đây. Hiện tại thì bản vẽ chỉ có một layer thôi, nên nó chỉ có layer 0. Thì các bạn có thể có nhiều layer thì các bạn có thể chọn layer. Thì cái này là công cụ thiết lập layer cho vùng hack. Tiếp theo là Transparency, là thiết lập cái độ trong suốt. Thì cái này chúng ta đã nói trong bài học lần trước rồi. Đấy. Còn tiếp theo là công cụ Inherit Properties. Thì công cụ này nó tương đương với công cụ Mask Properties này. Thì nó có tính chất như nào, giả sử mình có một cái vùng hack như này nhá. Enter. Bây giờ mình cũng muốn hack cái vùng hack này nó giống y hệt vùng hack này. Thì các bạn có thể này, gõ H, Enter. Và các bạn chọn công cụ Mask Properties. Bạn kích vào đây. Bạn kích vào đây. Đấy, thì nó sẽ biến cái vùng này thành vùng hack có tính chất như cái y hệt cái vùng này. Hoặc các bạn có thể sử dụng công cụ Inherit Properties. Đây. Mình gõ H, Enter. Mình vào Setting. Ở đây mình chọn Inherit Properties, kích vào đây. Và mình kích vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Thì đấy là tính chất sao chép
cái đối tượng vùng hack này cho vùng hack khác. Đấy, sẽ rất là tiết kiệm thời gian của các bạn. Tiếp theo, giả sử như mình chọn các vùng như này chẳng hạn nhé. Đấy, đây. Mình copy cái này sang này, các bạn xem này. Có điều gì thú vị nhé. CO. Rồi, bây giờ này. Mình gõ H, Enter. Mình vào Setting. Các bạn thấy chúng ta có chế độ Island. Đấy. Mặc định của nó là nó sẽ chế độ Normal. Tức là khi chúng ta hack này, các bạn nhìn chế độ Normal ấy, có thể nhìn thấy hình ảnh này. Hack, click vào đây, các bạn thấy không? Thì ngay lập tức nó sẽ nhận luôn cả cái vùng hack trong này nữa mà bỏ chọn cái vùng hack này. Đấy, thì đấy là chế độ Normal. Còn chế độ khác này, mình chọn Setting. Bây giờ mình chọn Outer nhé. Pick này. Đấy, các bạn thấy không? Thì nó sẽ chỉ nhận diện đúng cái vùng hack của nó mà thôi. Đấy, nó sẽ không liên quan gì đến cái vùng hack trong này. Đấy, thì đấy là chế độ Outer. Còn chế độ cuối cùng này, chế độ Igor này. Thấy không? Nó sẽ hack toàn bộ các đối tượng. Đấy, nghĩa là nó hack vào tịt trong này luôn. Đấy, thì đấy là chế độ Igor. Thì ba cái chế độ này thì nó cũng rất là thường xuyên sử dụng. Đấy, các bạn cũng cần lưu ý. Đấy, bây giờ mình tiếp này. Mình vào setting. Thì các bạn thấy có chế độ là Boundary Return này. Thì chế độ này cho phép các bạn là tạo một cái đường biên bằng các nét, có thể là polyline xung quanh cái vùng hack. Ví dụ mình kích vào đây. Đấy, có thể chọn region hoặc polyline này. Bây giờ mình hack nhá, mình hack này. Mình sẽ hack cái này ạ. Enter này. Các bạn thấy là bây giờ mình di chuyển cái vùng hack này ra này. Chuyển ra này. Tiếp theo mình di chuyển này. Các bạn thấy không? Đấy. Có rất là nhiều đối tượng. Đấy, và nó tạo cho chúng ta một cái đường bao xung quanh cái vùng hack. Các bạn thấy không? Nãy bây giờ từ có một đối tượng, bây giờ có rất là nhiều. Đấy, đây. Đấy. Nãy có một cái này, đây, một cái này. Đấy, hai đối tượng, các bạn thấy không? Cái này. Đấy. Thì đấy là các công cụ grid boundary, tức là công cụ giúp các bạn tạo ra một cái đường biên, đường bao, cái đường bao mới bao quanh cái vùng hack. Mình xóa này đi. Đấy. Chọn tiếp hack này. Mình vào setting. Còn đây, các là chế độ sử dụng, các bạn muốn chọn, ví dụ các bạn có thể kích vào new này và chọn cho chúng ta cái đường biên. Đấy, thấy chưa? Đấy, công cụ này cũng ít dùng thôi nên mình cũng không nói nhiều. Và công cụ cuối cùng là công cụ Gap Tolerance. Đấy, thì công cụ này sẽ áp dụng cho trường hợp các vùng chọn các bạn không kín. Giả sử như mình có một cái hình như thế này. Đến đây nó không kín nhá. Bạn nhìn, không kín. Và mình sẽ kiểm tra xem nó có khoảng cách bao nhiêu. Đấy, nó khoảng cách là 4. Đấy. Bây giờ mình thử hack nhé. Click vào đây. Thì phần mềm bảo này, cái vùng chọn của bạn nó không kín, không thể xác định được. Đấy. Thì làm sao để có thể hack vùng này? Thì mình sẽ vào gõ H, Enter. Mình vào Setting. Mục Tolerance này mình giả sử mình cho lên là 10 chẳng hạn. Đấy, bây giờ mình click vào hack này. Click. Đấy, thì là phần mềm sẽ bảo là cái vùng kín của bạn, cái vùng này nó không kín, tuy nhiên các bạn muốn làm gì thì các bạn có thể kích vào continue hack this area này. Đấy, thì các bạn thấy không, thì nó sẽ bỏ qua cái việc không kín mà nó sẽ cho chúng ta cái vùng hack. Đấy, và cái thông số tolerance ấy là cái thông số khoảng cách mà các bạn có thể thiết lập. Giả sử như cái thông số đấy nó mà bé hơn cái khoảng cách giữa cái khoảng hở thì nó sẽ không có tác dụng, nó phải lớn hơn thì nó mới được. Đấy, thì đấy là thông số gap tolerance. Thì đấy là những cái hướng dẫn nâng cao về hack mà các bạn có thể rất cần thiết trong quá trình thiết kế trong AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.